các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn một ngày mới an lành, hạnh phúc, vui vẻ. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về mình cái mã pin của mình đó các bạn. Mình gửi đi và mình nhận về chỉ có 14 ngày đó. Trong này nó cũng nhanh vậy đó các bạn. Thì mã pin mình gửi cái thông tin đi á, thì cũng giống như mấy bạn đã coi trên YouTube đó, với lại trên Google đó, thì người ta hướng dẫn nó y vậy đó các bạn. Điền thông tin thì mình điền thông tin theo cái bằng lái xe của mình đó các bạn đó. Và cái mã số của bưu điện của mình điền là 6. Thì là mình chia sẻ các bạn là mình bữa hôm đó mình điền thông tin để mình xác minh danh tính là ngày 17 tháng 11 các bạn. Đó. Ngày 17 tháng 11 mình gửi đi. Và trên Google có gửi về một thông tin cho mình là đã gửi cho mình một mã pin. Đó. Thì mình về nhà trong khoảng ngày 13 là ngày 30 tháng 11 mình có lên bưu điện mình hỏi thì tao nói chưa có thư về đó. Mà thư về trên ngay trung tâm bưu điện thì tao sẽ chuyển về ngay địa chỉ cho mình đó. Thì mình đi về thì vào qua ngày sau. Có cái thư của cái anh bưu điện mà anh chuyển thư ở cái khu vực mình á, anh điện cho mình lấy thư và anh hỏi địa chỉ, anh đem tới cho nhà cho mình luôn các bạn đó. Thì mình xin chia sẻ là bây giờ mình chia sẻ cái 5 số hay là cái 6 số của cái mã bưu điện thôi các bạn đó. Còn những cái phần mà ghi thông tin thì các bạn chắc ai cũng biết rồi, thì mình không chia sẻ nữa. Thì theo cái mấy cái thông tin mới á, thì năm 2020 tất cả là sẽ sử dụng 5 số hết cho cái mã bưu chính của Việt Nam đó. Thì mình cũng có lên Google mình search thì quận Hóc Môn thì cũng có 5 số bưu điện Hóc Môn, có 5 số nhiều lắm các bạn, nhưng mà đã nhiều 5 số quá mình không biết lựa cái nào. Cho nên trước khi mà mình ghi thông tin mình đắn đo dữ lắm rồi mình mới thôi đi lên ngay trung tâm Hóc Môn ở Lý Nam Đế, bưu điện Hóc Môn Lý Nam Đế và bưu cục đó luôn các bạn. Mình vào mình hỏi thì người nhân viên đó nói là bây giờ cái mã bưu điện ở đây 6 số và người ta cho mình là cái số là 731000. Rồi mình đi về thì mình cũng không an tâm nữa. Đi về thì mấy bữa sau nữa, cũng tuần lễ sau nữa, mình lên hỏi, nhưng mình canh một người khác mình hỏi chứ không hỏi người đó. Thì cái cô này cô mới nói là bây giờ ở đây vẫn xài 6 số và cũng cho mình y số như vậy luôn, 731000 là 6 số. Và người ta còn nói bây giờ cứ gửi theo cái mã này là thư sẽ đến trung tâm ở Hóc Môn, và trung tâm Hóc Môn người ta sẽ chuyển cái thư mình theo địa chỉ của mình về cái nơi mà cái anh phát thư ở cái khu vực đó các bạn, thì người ta sẽ nhận tới nhà cho mình luôn. Thì mình về và cuối cùng mình gửi thư để xác minh danh tính và nhận mã pin thì mình đã quyết định ghi 6 số. Thì hành trình mình gửi xong thì trên Google cũng gửi cho mình một cái tin là có thể là 2 tuần tới 4 tuần bạn sẽ nhận được mã pin đó. Thì cũng như mình nói lúc trước đó, thì 13 ngày thì gần 2 tuần mình có lên, thì trên đó nói ở đây không có nhận được cái thư, mà thư có về đây nữa đó. Thì ở trên ngay trung tâm đó, cái mã bưu chính là 731000 á, thư về đó thì họ sẽ lựa ra theo cái địa chỉ đó, họ chuyển về cái chỗ mà cái chi nhánh để chuyển thư cho mình. Thì mình về
Thì mình về rồi cái qua ngày mai khoảng buổi trưa thì có một cuộc điện thoại gọi tới với mình là cái anh phát thư đó. Anh nói mình có thư Google gửi về. Và anh đã hỏi cái địa chỉ của mình ở đâu. Và anh mang tới nhà chào cho mình các bạn. Thì cái hành trình của mình á, mình tính thì đúng là có 14 ngày thôi. Đó. 14 ngày thôi à. Thì quan trọng nhất là cái mã biêu chính các bạn ghi cho đúng. Thì mình cũng khuyên các bạn nên là trước khi mình ghi cái mã biêu chính á, thì mình nên lên cái chỗ mà gần nhất của mình ở đó. Thì mình hỏi cái mã biêu chính đó. Nếu mà cái chỗ mình ở mà cái mã biêu chính đó nó không làm việc nữa rồi, nó hủy rồi, thì mình lên trên, nhưng mình hỏi vòng hết rồi mình lên ngay trung tâm Hóc Môn, mình ghi cái mã trung tâm Hóc Môn thì người ta cũng hướng dẫn y như vậy luôn. Thì chắc ăn là thư tới đó sẽ chuyển về cái cấp dưới và chuyển về cho mình đó. Là mình ghi mã biêu chính 6 số thư về tới nhà trong vòng 14 ngày các bạn đó. Và mình cũng đã xé nó ra rồi này các bạn, mình xé là mình coi rồi đó, thì mình còn đây mấy này. Thì khi thư về rồi mình xé ra thì nó có đề là bóc rảnh bên dưới bên trước đó các bạn, nó đề cho mình rõ ràng những cái tên này, nó có làm răng cưa nữa à. Thì các bạn cứ xé theo như vậy thì là nó sẽ ra chứ các bạn đừng có xé lột ra kia thì sẽ rách nha các bạn à. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu hay các bạn chia sẻ like bấm chuông giùm mình, cảm ơn các bạn nhiều.